Hà Nội, xuyên đêm chặn giữ hàng chục quái xế. Ngày mùng 2 tháng 11, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội cho biết, đêm qua và dạng sáng nay, các đội cảnh sát giao thông địa bàn đã chặn giữ hàng chục quái xế có hành vi lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Ghi nhận từ 23 giờ ngày mùng 1 tháng 11 đến 1 giờ ngày mùng 2 tháng 11, khi phát hiện trên tuyến đường Trịnh Văn Bồ, khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình, có hàng chục thanh thiếu niên điều khiển xe máy thành từng toán nhỏ lạng lách, đánh võng Đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông đã tổ chức các tổ công tác chặn giữ. Trung tá Phạm Văn Chiến, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết, phương án đánh chặn, truy đuổi phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, cán bộ, chiến sĩ và cả các đối tượng có biểu hiện vi phạm. Trước khi ra quân, các tổ trưởng tổ công tác đều nghiên cứu kỹ địa hình, bảo đảm công tác thông tin và triển khai ứng dụng các công nghệ hiện đại theo dõi và bảo đảm bắt giữ đúng người, đúng đối tượng. Sau khoảng 15 phút, liên tiếp các đối tượng Thành thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm không đội mũ bảo hiểm, vượt đen đỏ, điều khiển xe tốc độ cao, bấm còi, rú ga bị phát hiện, kiểm tra trên các tuyến đường của quận Nam Tử Liêm và cầu giấy. Tất cả trường hợp vi phạm đều được lực lượng tuần tra kiểm soát đưa về điểm kiểm tra nồng độ cồn, ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn hoặc ma túy. Tính đến 1 giờ sáng ngày 2 tháng 11, đội cảnh sát giao thông số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính gần 30 trường hợp phòng cảnh sát giao thông cho biết nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đơn vị đã xác định các tuyến địa bàn có tình hình giao thông phức tạp các đối tượng có biểu hiện gây mất trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự để tập trung đấu tranh xử lý kế hoạch này sẽ được đơn vị thực hiện xuyên suốt từ nay đến hết tết nguyên đán 2025